Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 113 online và ngay sau đây sẽ là những tin tức an ninh trật tự mà chúng tôi vừa cập nhật. Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố và quyết định truy nã bị can Nguyễn Thị Thu Phương, sinh ngày 27 tháng 2 năm 1975, quốc tịch Việt Nam, trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Số căn cước công dân 00117501-0073, nơi cư trú và thường trú trước khi xuất cảnh, số 69 đường Nguyễn Công Trứ, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, bị truy nã theo quyết định truy nã số 4 ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an về hành vi phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị bị can trình diện phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an để điều tra làm rõ nội dung vụ án. Liên quan đến vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân tại huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk làm 9 người chết, 2 người bị thương, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định truy nã đặc biệt bị can Y Hoang Eban, sinh năm 1970, trú tại Buôn Mắp, thị trấn Eapok, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 3 tháng 7, đối tượng đã bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can với tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Theo quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 58 Nguyễn Tất Thành, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, số điện thoại 0694389133. Sợ nhóm thanh niên mâu thuẫn trước đó kéo đến đánh để trả thù, Cao Nguyễn Hoàng Phúc, trú tại huyện Châu Thành của tỉnh An Giang, đã lên mạng đặt mua một khẩu súng và 4 viên đạn đem về cất giấu để phòng thân. Đối tượng vừa bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Khẩu súng và 4 viên đạn được Bình đặt mua trên mạng với giá 3,5 triệu đồng. Biết chuyện Huỳnh Quốc Bình mượn Phúc khẩu súng đem về nhà người thân cất giấu thì bị công an phát hiện, thu giữ cùng nhiều hung khí nguy hiểm. Đến chiều ngày hôm qua, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Phúc, còn Bình cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Lực lượng chức năng đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây thuộc huyện Đức Huệ của tỉnh Long An đã phát hiện và bắt quả tang 3 đối tượng gồm Trương Việt Hoàng, trú tại thành phố Hà Nội, Lâm Quốc Đạt, trú tại tỉnh Đồng Nai và Trương Công Trứ, trú tại tỉnh Quảng Ngãi có hành vi mua bán người. Cụ thể, 3 đối tượng bị bắt khi đang đi trên xe ô tô biển kiểm soát 60A07361 chở một thiếu nữ sinh năm 2005, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia để bán kiếm lời. Bước đầu, 3 đối tượng khai nhận thực hiện hành vi mua bán người qua sự chỉ đạo của nhiều đối tượng ở nhiều địa phương khác nhau dưới hình thức lập các tài khoản mạng xã hội để tuyển mộ, mua bán, sau đó bán sang Campuchia. Quá trình điều tra mở rộng, truy xét tại nhiều tỉnh thành, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ và triệu tập 10 đối tượng, giải cứu thành công một nạn nhân. Hiện đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Bộ đội biên phòng tỉnh Long An đã khởi tố vụ án hình sự mua bán người, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao vụ án cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Huệ tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để xử lý một đối tượng vi phạm luật giao thông sử dụng giấy chứng minh nhân dân công an giả. Sáng ngày 4 tháng 7, trong khi làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện xe máy mang biển kiểm soát 60F443758 vi phạm tốc độ nên đã ra hiệu lệnh dừng kiểm tra. Sau khi kiểm tra, xác định người điều khiển phương tiện là Đoàn Ngọc Giao Huy, 23 tuổi, trú tại thành phố Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai. Huy có xuất trình các giấy tờ liên quan và một số giấy chứng minh và một giấy chứng minh công an nhân dân mang tên Đoàn Ngọc Giao Huy, cấp bậc cấp úy do công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội cấp và nói trước đây cũng đã làm trong lực lượng công an. Thấy nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã tiến hành điều tra xác minh. Qua đấu tranh, Huy khai nhận giấy chứng minh công an nhân dân nói trên được làm tại một tiệm photocopy ở thành phố Biên Hòa vào tháng 3 năm 2022 nhằm mục đích khi vi phạm giao thông sẽ xuất trình để được lực lượng cảnh sát giao thông bỏ qua lỗi vi phạm.
Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thanh Thủy của tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can do đối tượng Nguyễn Thị Thành, sinh năm 1987, trú tại huyện Thanh Thủy cầm đầu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra xác định thì nhóm của Nguyễn Thị Thành đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nạn nhân trên khắp cả nước với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Với vai trò là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo truyền thông bất động sản 24 giờ, đối tượng Thành đã chỉ đạo nhân viên của công ty tìm khách hàng có nhu cầu bán đất, nhà, xe trên các trang mua bán nhà đất của ứng dụng Facebook hoặc trang web chuyên mua bán bất động sản xe ô tô, sau đó sử dụng SIM rác, tài khoản Zalo ảo, liên hệ, gọi điện tư vấn dịch vụ chạy quảng cáo với mức chi phí từ 300.000 đồng đến 900.000 đồng. Khi khách hàng đồng ý mua các gói dịch vụ, nhân viên sẽ chuyển thông tin của khách cho đối tượng Thành để Thành tư vấn các gói VIP với mức giá từ 1,8 đến 20 triệu đồng. Nhưng thực chất, các gói VIP này cũng thực hiện như các dịch vụ thông thường. Khách hàng đồng ý sượng gói cước nào thì em sẽ kết bạn Zalo và xác nhận lại với khách hàng gói cước đó và sau đó khách hàng chuyển phí thanh toán. Nhưng bản chất gói cước VIP 1, VIP 2, VIP 3 nó cũng không khác nhiều so với những gói cước thông thường. Và bên em chưa làm đúng các trang chính thống như đã hứa với khách hàng. Để có được sự tin tưởng của khách hàng, đối tượng Thành còn đưa ra cam kết từ 10 đến 15 ngày sau khi chạy quảng cáo sẽ bán được nhà, đất, xe ô tô hoặc đưa thông tin hiện đã liên hệ được 5-6 khách hàng quan tâm có thiện chí mua nếu khách đăng ký gói VIP. Đồng thời cam kết trong một tháng nếu không bán được sẽ trả lại 50% giá trị gói dịch vụ cho khách. Sau khi khách hàng tin tưởng chuyển tiền, Thành và nhân viên sẽ thu hồi các tin nhắn liên quan đến công ty, địa chỉ công ty và tài khoản nhận tiền. Số tiền chiếm đoạt được, nhân viên được hưởng 45%, Thành được hưởng 55%. Sau khi khách hàng đã đồng ý chốt gói cước, đã cho kỹ thuật chạy tin mà khách hàng không thanh toán phí, thì nhân viên sẽ nhắn tin đe dọa khách hàng là nếu không sử dụng dịch vụ, nếu không thanh toán phí mà tin đã đăng thì sẽ cho kỹ thuật đăng thông tin đấy của khách hàng trên mạng xã hội lừa đảo có ma để mục đích là để khách hàng thanh toán phí. Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 21 bộ máy tính, 75 điện thoại di động, 222 sim điện thoại, nhiều giấy tờ sổ sách liên quan đến hoạt động của công ty, 3 sổ tiết kiệm trị giá 1,8 tỷ đồng, 16 xe máy, 1 xe ô tô, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thanh Thủy đã phối hợp với công an các tỉnh thành trên cả nước tiến hành xác minh, làm việc với nhiều người bị hại. Các đối tượng thì thường lựa chọn nạn nhân ở những nơi xa để khi mà phản hồi lại, vì do cái số lượng tiền nó thấp nên là số lượng tiền chiếm đoạt nó không lớn nên là nhiều bị hại cũng không muốn tố giác đến cơ quan công an. Người có những tài sản như ô tô rồi nhà đất giao bán thì trước khi các công ty quảng cáo mua các gói của các công ty quảng cáo thì phải tìm hiểu kỹ về các công ty, tìm hiểu về các công ty quảng cáo và đánh giá cái gói dịch vụ đưa ra có thực sự tiện ích hay không trước khi thực hiện cái việc là chuyển tiền cho các đối tượng. Tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội là thủ đoạn không mới, tuy nhiên lại hết sức tinh vi. Chính vì vậy, cơ quan công an đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động quản lý tài sản, thông tin cá nhân, thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin cảnh báo về phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang cho biết, rạng sáng ngày hôm nay mưa lớn đã gây sạt lở, ngập nhà, làm 2 người chết và 2 người bị thương tại thôn Ngàm Đăng Vài 1, xã Ngàm Đăng Vài, huyện Hoàng Su Phì. Vào thời điểm trên, đất đá ta luy dương sau nhà ông Lý Văn Thắng, sinh năm 1962, trú tại thôn Ngàm Đăng Vài 1, xã Ngàm Đăng Vài, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, bất ngờ sạt xuống vùi lấp ngôi nhà. Hậu quả ông Thắng và vợ là bà Vàng Thị Thưởng, sinh năm 1966, tử vong. Ngoài ra, còn 2 cháu nội của ông Thắng cũng bị thương đang được điều trị tại trạm y tế xã. Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Su Phì đã cử lực lượng dân quân công an huyện đội giúp gia đình dựng lán bên ngoài tạm thời để làm thủ tục mai táng các nạn nhân tử vong. Theo báo cáo nhanh của huyện Hoàng Su Phì, tính đến 10 giờ sáng
sáng ngày 5 tháng 7, đất đá sạt lở đã làm hư hại 3 nhà, trong đó một nhà bị sập hoàn toàn tại xã Ngàn Năng Vài, hai nhà bị ảnh hưởng tại thị trấn Vinh Quang. Bên cạnh đó, tuyến đường tỉnh lộ 177, đường Bắc Quang Hoàng Su Phì bị sạt lở ta luy dương, làm ách tắc, nhiều tuyến đường giao thông liên xã bị chia cắt, hơn 10 hectare hoa màu bị vùi lấp, ước tính tổng thiệt hại khoảng trên 3 tỷ đồng. Vâng, dự báo tại khu vực Tây Bắc và Việt Bắc thì sẽ xuất hiện mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá cấp 1. Do vậy, ngoài theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc thì triển khai thực hiện công văn số 246 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai. Bản tin xin được tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Công an quận Hải An, thành phố Hải Phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Vũ Văn Hưởng, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại số 9/172, đường Cát Linh, tổ dân phố số 1, phường Tràng Cát, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Đối tượng này cao 1m62 và có nốt ruồi cách 0,5cm dưới trước mép trái. Cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của Công an quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng là hai đối tượng, là hai anh em cùng cha khác mẹ, cùng có hộ khẩu thường trú tại số 60/256 Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Đối tượng Trần Đức Thành, sinh năm 1995 và đối tượng Trần Đức Hải, sinh năm 2000. Số máy đường dây nóng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an 069-234-5860 hoặc 069-232-1667 luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.